Số bạn của tôi là anh ơi, em có thể uống Maxfinder thay bữa trưa hay bữa tối được không? Hay bữa sáng được không? Thì tôi khuyên các bạn không nên nhé. Tại sao lại không nên thay thế như thế? Thứ nhất là nó sẽ bị thiếu cái sự đa dạng ở trong các bữa ăn. Tại vì những cái thực phẩm tự nhiên ấy, nó sẽ có những cái vitamin, khoáng chất, những cái chất khác mà không có ở trong Maxfinder. Vì nếu mà thiếu các khoáng chất như này ở trong các thực phẩm tự nhiên thì các bạn rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai là trong thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên như là bữa cơm hàng ngày của bạn sẽ có rau, cá, thịt, tinh bột các kiểu, thì trong Maxfinder nó sẽ thiếu chất xơ chẳng hạn, các bạn sẽ không nạp đủ chất xơ dẫn đến các bạn bị táo bón, cái nhu động ruột các bạn không được hoạt động nhiều. Tiếp theo là khi mà các bạn uống Maxfinder nhiều quá vào bữa các bữa ăn chính ấy, thì các bạn sẽ bị phụ thuộc vào nó và các bạn sẽ bị giảm khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Thì tôi khuyên các bạn có thể là thay thế một bữa ăn phụ trong một ngày, hoặc là một đến hai bữa ăn phụ. Bữa ăn phụ ở đây là những cái gì? Như tôi vừa kể trên là những cái bữa ăn phụ sau khi luyện tập, hoặc là những cái lúc mà các bạn bận rộn không có thời gian ăn thì bạn có thể pha mát uống, hoặc là vào sau khi ngủ dậy nhé, và tầm khoảng 2 tiếng sau các bạn có thể ăn sáng nhẹ nhàng hơn, không bị đầy bụng. Và tôi xin chia sẻ là cái cách pha chế Maxfinder sao để cho ngon miệng. Cách đơn giản nhất là các bạn đổ nước trước và các bạn đổ mát vào xong lắc lên, nước nguội nhé, và uống là nhanh nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể pha với sữa tươi không đường để mà tránh hạn chế nạp đường từ các loại sữa tươi, hay là các bạn có thể pha với sữa hạnh nhân này, sữa dừa, sữa đậu nành để tăng hương vị đa dạng lên. Và sữa nó cũng sẽ cung cấp thêm một phần chất béo, protein và calo. Cái thứ hai là các bạn có thể pha với cả nước trái cây, nước ép trái cây ấy, có thể pha vào uống cho ngon hơn để tăng thêm cái hương vị và cung cấp thêm vitamin và một số khoáng chất khác. Có thể hoàn toàn làm bằng máy xay sinh tố, có thể cho thêm ít bơ đậu phộng này để cho tăng thêm cả lượng chất béo này, tăng thêm calo này, hay là cho thêm chuối hay là có loại hoa quả khác để mà xay vào để tăng cái hương vị với mát lên, hoặc là cho thêm những cái gì mà các bạn cảm thấy yêu thích và cho thêm một ít đá xay vào, đá vào để cho uống mát hơn, ngon hơn, và để trong tủ lạnh nó được uống được thẳng sảng khoái hơn. Và khi mà các bạn pha Maxfinder, các bạn không được để lâu quá, tại vì để lâu quá thì protein nó sẽ bị hỏng và nó sẽ rất là mùi, rất là khó chịu. Một số anh em hỏi tôi là có thể uống Maxfinder với cả các thực phẩm không bổ sung khác được không, ví dụ như là omega 3 này, creatine này, whey protein này, BC này, các thể loại. Thì tôi xin trả lời là có thể nhé. Thứ nhất là các bạn có thể uống Maxfinder với cả whey protein, vì Maxfinder nó sẽ chứa một số calo rất là cao, thì các bạn muốn phát triển cơ nhiều hơn thì các bạn có thể là pha thêm nửa muỗng whey hoặc là một muỗng whey vào trong một khẩu phần Maxfinder để tăng cái lượng protein lên để mà xây dựng cơ bắp nhanh hơn. Cách sử dụng là có thể uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, hoặc là uống vào sau khi luyện tập nhé. Cái thứ hai là uống Maxfinder và creatine, thì cũng vào những cái thời điểm như thế các bạn có thể pha thêm 5g creatine vào bên trong. Thì một số các loại Maxfinder có sẵn creatine ở bên trong rồi, như là Maxfinder Mastic này sẽ có 5g creatine ở bên trong một serving, hoặc là trong những cái Maxfinder như là Max Serious Max thì nó sẽ có 3g creatine ở bên trong. Cái thứ ba là các bạn có thể uống thêm BCA hoặc là EA. BCA và EA các bạn có thể uống vào trong khi luyện tập, trước khi luyện tập và sau khi luyện tập, và sau khi luyện tập các bạn có thể uống thêm Maxfinder vào. BCAA và EA nó sẽ tăng cường quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp, chống dị hóa cơ và tăng sức bền cho cơ bắp. Cái thứ tư là các bạn có thể uống chung với cả glutamine. Tại sao? Tại vì glutamine nó sẽ hỗ trợ hệ thống miễn dịch và phục hồi cơ bắp sau khi luyện tập ở những cái mức độ cường độ luyện tập cao, và glutamine nó sẽ phục hồi, hỗ trợ phát triển trong đường ruột nó tốt, dễ dàng hơn. Cách sử dụng là các bạn có thể là thêm 5 hoặc 10 gram glutamine vào trong Maxfinder, như là đối với cả creatine ấy. Những loại Maxfinder nào mà thiếu ít các loại multivitamin thì các bạn có thể bổ sung thêm các loại vitamin tổng hợp vào để mà uống vào các bữa sáng hoặc là sau khi ăn, nó sẽ hấp thụ được các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Cái tiếp theo là cái thứ sáu là cái các bạn có thể uống chung, các bạn uống bổ sung thêm omega 3, chất béo omega 3. Sử dụng chung ở đây không phải sử dụng chung với nhau, có nghĩa là trong khi sử dụng Maxfinder rồi thì các bạn vẫn có thể sử dụng những cái chất bổ sung khác, chứ không phải là sử dụng trộn nó vào với nhau đâu nhá. Thứ bảy, trước khi tập là các bạn có thể sử dụng các loại pre-workout để mà tăng sức mạnh hơn, tăng cái độ bền cho cơ bắp hơn. Sau tập các bạn có thể uống Maxfinder. Cái cuối cùng là các bạn có thể, nếu mà đối với các loại Maxfinder mà không có enzyme tiêu hóa thì các bạn có thể là sử dụng kết hợp với cả các enzyme tiêu hóa ở ngoài, như là probiotic này, hay là enzyme các loại enzyme khác để hỗ trợ tiêu hóa dễ dàng hơn.